Cha mẹ ơi, hôm nay con nghe mẹ nói là vừa đi hủy hợp đồng bảo hiểm về. Con chẳng hiểu bảo hiểm là gì. Nhưng cái hôm chú tư vấn nói chuyện với cha mẹ ở nhà mình thì con nhớ rõ. Chú ấy bảo rằng cha mẹ tham gia bảo hiểm để luôn yên tâm là lúc nào cũng có tiền cho con đi học. Sau này con sẽ có việc làm và cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Thế nhưng cha mẹ lại hủy nó đi thì có nghĩa là cha mẹ không muốn những điều đó cho con nữa hay sao? Cha thường hay nói với con là con phải chăm chỉ học thật giỏi. Cha mẹ sẵn sàng lo cho con được học hành đến nơi, đến chốn. Nhưng không còn hợp đồng bảo hiểm nữa thì cha mẹ sẽ lo cho con đến đâu hả cha? Mẹ cũng nhiều lúc bảo con là cố mà học để thi vào đại học. Cha mẹ đang tiết kiệm dần dần để cho con có tiền học xong đại học đấy. Thế bây giờ mẹ hủy hợp đồng bảo hiểm rồi, liệu con có được đi học đại học không mẹ? Có hôm con bảo cha mẹ rằng bạn bi lớp con khoe là bố nó bảo sẽ cho nó đi du học ở nước ngoài vì bố nó đang gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng. Mẹ bảo là cha mẹ có cách chắc chắn hơn cái cách mà bố bạn Bi đang làm.